Anh nội còn la con nữa không? Không luôn. Bữa sau khi gặp bác Sang ở bệnh viện về có ai la gầy gì con nữa không? Không có hả? Dạ. Thôi con gán, mọi người sẽ yêu thương con nhiều. Dạ. Bác Sang chỉ là người dịp làm dịp cầu nói thôi. Dạ. Để mà bác Sang xin bác sĩ điều trị bệnh cho con. Dạ. Miễn phí để cho cha mẹ con khỏi mất công vất vả tốn tiền. Vì cha mẹ con cũng còn nghèo. Ừ. Con biết không? Dạ biết. Cha mẹ con không có tiền, cho nên nó là không có tiền để mà đưa con đi trị bệnh. Thì con cũng phải thương cho cha mẹ, đừng có buồn nha con. Dạ. Thì bây giờ có bác Sang với mọi người sẽ ủng hộ con để giúp cho con điều trị, trị bệnh mà không tốn tiền. Dạ. Nha. Dạ. Vì ba con còn nghèo lắm, nha con ha. Dạ. Hello, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2020. Thì theo lộ trình Sang sắp xếp kêu bé Như Ý đi lên đây vào buổi sáng hôm nay để đưa vô trong, để mà chính thức đưa đi điều trị. Nhưng mà khi mà đã nói với lại cha của cháu Như Ý rồi mà cha cháu Như Ý nghe lộn, rồi tới giờ này mới đưa lên, thì giờ này là Sang đi chuẩn bị đi tỉnh rồi, Sang có mặt ở Sóc Trăng. Đó, cho nên rồi giờ này không thể nào đưa cháu đi điều trị, mà lộ trình Sang nó lên lịch rồi. Cho nên thì bây giờ Sang phải cho cháu ở ngủ đỡ nhà Sang để ngày mai vợ Sang đưa đi. Bây giờ Sang mời quý vị qua gặp gia đình cháu nha. Hello con. Dạ ơi, con khỏe không? Hả? Khỏe. Khỏe hả? Ừ, giỏi. Rồi ba cháu kêu đi lên trên đây, đã nói ngày 20, ngày thứ hai đầu tuần, rồi để lên đây sớm để mà người ta đưa vô trong bệnh viện rồi để mà điều trị. Ủa xe ai đậu hả? Biết hả? Bán đại đứa nào đậu đó hả? Đậu. Lát sau về. Kêu cháu đưa lên đây sớm rồi để mà điều trị. Sao giờ này mới lên? Em nói là bữa 20 lên là tháng 21 tháng 21 tới đây. Em không có nói sáng ngày 20 thứ hai đầu tuần. Nói chủ nhật người ta không có làm việc đâu. Thứ lên em lên. Yeah. Ừ. Nghe cũng không được rõ. Rồi sao rồi đó, giờ này mới đem nhỏ lên. Con ăn gì chưa con? Chưa. Con chưa ăn hả? Dạ. Nhớ bác Sang không? Nhớ. Ừ. Giờ gặp bác Sang mừng không? Mừng. Con chưa ăn gì hết không? Dạ. Rồi, tí xíu nữa bác Sang kêu người mua. Cha nhậu hả? Dạ. Nhậu hả? Em đâu có nhậu đâu, mấy môn á em đâu có. Đúng theo cái lộ trình đó thì ngày hôm nay đúng ra là bé Nguyễn Ngọc Như Ý phải có mặt ở nhà Tấm Sang vào lúc sáng giờ hôm nay, thì Sang đã có hẹn với lại bác sĩ Nhân để mà đưa cháu để hỗ trợ chính thức đưa điều trị, cho nên cha cháu thì nghe nhầm rồi tới giờ này mới đưa cháu xuống. Thì cái lộ trình Sang nếu mà đi thì sáng đưa cháu này đi, rồi sau đó Sang đi Sóc Trăng luôn, cho nên đợi cho tới giờ này cha cháu mới đưa xuống. Chính vì vậy thì giờ này thì Sang đã lộ trình Sang phải đi, cho nên Sang không có trực tiếp đưa cháu Như Ý đi qua bệnh viện ở chỗ bác sĩ Nhân để điều trị. Thì Sang sẽ để cho hai cha con cháu ngủ ở nhà Sang đợi cho đến đêm nay, rồi ngày mai vợ Sang sẽ chính thức đưa cháu đi điều trị. Thì
đó là cái lộ trình ngày mai nó sẽ trễ lại một ngày, đưa cháu đi điều trị trễ một ngày theo như dự kiến. Thì em cho hỏi thì lý do nào em đi xuống đây trễ? Thì em nghe nhầm là 20 em lên là sáng 21 tới đây. Em nghe nhà là em tưởng đâu là vậy thôi chứ em đâu có biết là đầu tuần là tối 19 là đáng lẽ tối 19 đi là sáng 20 tới đây là mới đúng. Tại vì em nghe nhầm thôi. Rồi đi thì vợ em có nói gì vậy? Đi thì vợ em có nhắn là với con với em đó là phải nhờ bác sang đây dẫn dắt mà chữa trị cho con bé sao mà mau chóng hết bệnh cho nó được đi học trở lại với ở gần cha mẹ nữa. Đi xe sao mệt ta? Có mệt không? Đi xe thì nói chung cũng hơi mệt thôi. Mười mấy tiếng vậy tới đây? 7 tiếng. Hai cha con ăn gì chị? Lúc trên xe thì có mua bánh mì nhai rồi. Con nhớ bác xe không con? Con nói lớn lên. Dạ nhớ. Nhớ hả? Dạ. Nay gặp lại bác Sang mừng không? Dạ mừng. Ừ, rồi. Con ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Cháu nó sốt, nó nóng. Nó hôi đổ tôm hết luôn. Tí xíu nữa mua cái gì ăn nó rồi cho cháu uống thuốc vô. Con muốn ăn thèm ăn gì? Nuôi gì? Con ăn nuôi hả? Dạ. À, cha cháu sẽ ăn gì? Theo bé như ấy luôn. Nuôi luôn ha. À, cho con ăn nuôi. Thì ổng về giờ con về nhà con ở đâu? Còn ở với nội không? Còn. Còn ở với nội hả? Dạ. Chưa về được với ba mẹ ở hả? Ba mẹ anh về nội ở. Hả? Ba mẹ về nội ở. Ba mẹ về nội ở hả? Dạ. Vậy là ổng về giờ con ở gần được với ba mẹ hả? Dạ. Con ở gần với ba mẹ, cảm giác con sao? Vui. Vui lắm hả? Dạ. Rồi tối con ngủ với ai? Ba mẹ luôn. Ngủ với ba mẹ luôn hả? Dạ. Con có thích ở với ba mẹ về lâu dài không con? Dài. Dạ. Con thích ở với ba mẹ dài hả? Dạ. Cái điều này con mong ước từ nào rồi? Bao lâu rồi? Lâu lắm mày. Lâu lắm rồi hả? Dạ. Mà những ngày qua con được ở với ba mẹ? Dạ. Con muốn ở với ở lại với ba mẹ cho tới về lâu về dài luôn không? Ừ, muốn. Bác Sang có kêu con niệm Phật để mà cầu nguyện cho mình được bình an, con có niệm Phật không? Có. Rồi còn sao con đem Phật cho bác Sang nghe? Tên Ngọc Như Ý. Còn nó lớn là còn nó nhỏ quá mọi người cũng nghe. Tên Ngọc Như Ý. Con cầu cho hết khó khăn, hết bệnh ở với ba mẹ. Con cầu cho con được hết bệnh ở với ba mẹ. Dạ. Xin chư Phật gia hộ cho con. Xin Phật nhân gia hộ cho con. Sớm thành hiện thực. Sớm thành hiện thực. Con niệm Phật vậy hoài cho bác Sang nha. Dạ. Giờ con ở với mẹ con không về, mẹ con có nói gì không? Nói không. Ừ? Dạ không có. Mẹ có la con không? Dạ không. Nội còn la con nữa không? Không luôn. Bữa sau khi gặp bác Sang ở bệnh viện về có ai la gầy gì con nữa không? Ừ. Không có hả? Dạ. Thôi con gán, mọi người sẽ yêu thương con nhiều. Dạ. Bác Sang chỉ là người dịp làm dịp cầu nói thôi. Dạ. Để mà bác Sang xin bác sĩ điều trị bệnh cho con. Dạ. Miễn phí để cho cha mẹ con khỏi mất công vất vả tốn tiền. Vì cha mẹ con cũng còn nghèo.
con biết không? Dạ biết. Cho mẹ con không có tiền, cho nên nó là không có tiền để mà đưa con đi trị bệnh. Thì con cũng phải thương cho cha mẹ, đừng có buồn nha con. Dạ. Thì bây giờ có bác Sang với mọi người sẽ ủng hộ con để giúp cho con điều trị, trị bệnh mà không tốn tiền. Dạ. Nha. Dạ. Vì ba con còn nghèo lắm, nha con ha. Dạ. Bây giờ trước mắt anh. Không dám nói trước điều gì. Dạ, dạ. Anh sẽ không dám nói trước điều gì, anh chỉ cầu xin trời Phật cho bé được điều trị hạt thuốc với cơ địa của cháu để cho cháu mau chóng được hết bệnh. Riêng bản thân gia đình, em với bà xã hãy gắng cố gắng quan tâm cháu nhiều hơn, bù đắp những cái tình cảm mà từ bấy lâu nay cháu đang thiếu thốn. Bây giờ cái tình cảm này, tình cảm nó đang cần là người cha và người mẹ để nó ôm cho cái vòng tay, đón nhận những cái vòng tay của người cha người mẹ yêu thương dành cho cháu. Thì cho nên anh khuyên hai vợ chồng bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi hãy gắng cố gắng mạnh mẽ lên nha, để bù đắp cho con mình liều thuốc tinh thần và thể xác của cháu Nhi, như ý. Nó nằm ở chỗ hai song thân cha và mẹ của cháu bù đắp cho cháu, đó là liều thuốc tinh thần mạnh nhất để cho cháu vượt qua những cái bệnh tật ốm đau. Cho nên em dặn vợ em ở nhà luôn cầu nguyện, niệm Phật để cầu nguyện cho con mình. Và bản thân em cũng vậy nữa, ở nhà cũng gắng cố gắng, đi qua bên phòng khám cũng gắng lúc khi nào rảnh rỗi thì mình niệm Phật cầu nguyện cho con mình nó giảm đi cái sự bệnh tật ốm đau ha. Dạ. Thì trong lúc nào rảnh rỗi thì nhớ phụ giúp lại để tỏ lòng tri ân đến bác sĩ Nhân ở chỗ phòng khám mà mình được điều trị. Và nếu ngày mai anh không có ở nhà, giờ anh đưa đi thì cũng thay mặt anh để mà cảm ơn bác sĩ Nhân. Ăn uống bên đó người ta sẽ lo hết ha, và không tốn tiền nha. Rồi cái phần mà điều trị thuốc men cũng không có tốn tiền nha. Thì ráng làm mọi giá để mà ôm đứa con này cho tới cùng. Nha Sang nha. Dạ. Em có nói là gì? Thì thay mặt này em hứa là em sẽ bù đắp cho vợ chồng, em sẽ bù đắp cho bé. Từ bé lâu nay nó thiếu thốn tình cha mẹ. Thì em hứa với tất cả cộng đồng mạng, cô bác anh chị là đã đồng hành những ngày qua xem clip của bé Như Ý. Em xin cảm ơn đã ủng hộ và tiếp đón bé Như Ý rất nhiều. Em xin cảm ơn. Rồi. Thì cái gì cũng vậy, dù nghèo khổ, mình có ý chí thì mọi thứ sẽ vượt qua. Anh mong là em sẽ làm được ha. Ráng cố gắng nha em nha. Em cũng rất muốn. Ừ. Em cũng rất muốn là điều đó trở thành hiện thực. Và anh mong nó sẽ làm hiện thực. Chỉ cần em có cái ý chí, em sẽ cố gắng nhiều. Ừ. Ở bên bé nó chăm sóc nó mau chóng khỏi bệnh, về sống chung với gia đình. Đây là cái liều thuốc tinh thần, liều thuốc tinh thần để mà mình giúp được con mình mạnh nhất. Dạ. Em cũng đọc được cái ý nghĩ của bé.
em sẽ cố gắng. Cháu được quyền có tuổi thơ trong sáng như bao đứa trẻ khác. Ngọc Như Ý nó được quyền hưởng được trọn vẹn cái này, cho nên hãy gắng cố gắng nghe em nha. Dạ. Bác Sang nói với con này. Dạ. Một lần nữa bác Sang nói thì bác Sang sẽ luôn đồng hành bên con. Dạ. Cho tới khi nào con được bình an. Dạ. Để trở về ở lại với bên mẹ và bên cha. Dạ. Của con nha. Dạ. Con tên bác Sang nói không? Dạ tên. Bắt tay bác Sang con. Dán nha con nha. Dạ. Niệm Phật nhiều vô nha, cho bác Sang nha. Dạ. Con rảnh rỗi con cứ niệm Phật. Dạ. Cha cháu cũng vậy, gọi điện thoại về cho nhà vợ mình, nói mỗi ngày mỗi niệm Phật nhiều vô nha. Dạ. Sự niệm mình niệm Phật cầu nguyện nương tựa vào giáo pháp, mai này mọi chuyện nó được tốt, sẽ tốt đẹp nha. Qua đây cũng thay mặt cho gia đình của cháu Nguyễn Ngọc Như Ý, bé Bồi Sang xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả cũng như quý vị Mạnh Thường Quân. Qua những cái video clip đầu tiên cho tới ngày hôm nay, video thứ ba rồi, thì tất cả những cái bình luận và cái sự quan tâm của quý vị dành cho, tình yêu thương của quý vị dành cho cháu Nguyễn Ngọc Như Ý đây rất là tràn đầy. Và nhiều nhiều quý vị khán giả đã luôn quan tâm và cầu nguyện cho cháu luôn được bình an. Sang thay mặt gia đình để cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã dành tình yêu thương này cho cháu. Sang cũng tin chắc rằng với cái sự đông đảo trên cộng đồng mạng của quý vị đã luôn đồng thanh để mà chúng ta đồng loạt cầu nguyện cho cháu, để cho cháu có được cái cuộc sống tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, thì Sang tin chắc rằng một ngày nào đó cháu sẽ được thành công mỹ mãn. Và Sang cũng xin nói luôn cái số tiền mà của quý vị Mạnh Thường Quân đã gửi Sang để dành cho cháu Nguyễn Ngọc Như Ý. Thì cái chương trình này, cái chương trình mà đi tìm lại tuổi thơ cho cháu Ngọc Như Ý, Sang đã từ ngay lúc đầu tiên cho tới cái clip ngày hôm nay, Sang nhắc đi nhắc lại là cái chương trình này Sang không có kêu gọi, và Sang sẽ sẵn sàng làm nhiều cầu nối để hỗ trợ cho cháu được điều trị không đồng. Cho nên những số tiền của quý vị hoặc Mạnh Thường Quân đã yêu thương cháu gửi tặng cho cháu, gửi thông qua Sang, thì Sang sẽ tạm thời giữ ở đây, chưa công bố cái số tiền để dành cho cháu. Thì số tiền cũng không có nhiều, rồi Sang cũng để cho tới khi nào cháu được bình phục và bình an trở về nhà, lúc đó Sang sẽ chính thức công bố. Cho nên quý vị khán giả hãy đợi cho tới khi mà cháu được cái sự bình an trọn vẹn mỹ mãn, Sang lúc đó sẽ chính thức công bố số tiền này. Quý vị cứ yên tâm, số tiền của quý vị đã gửi cho Sang thì Sang sẽ làm bằng mọi giá để mà làm sao cho cháu nó đón nhận được cái tình yêu thương của quý vị đúng nơi, đúng chỗ, đúng sự việc. Sang xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở cái đoạn video clip sau. Vì Sang cũng tranh thủ cho cháu nó ăn miếng gì đó, vì cháu cũng đói và bị sốt, cho nên Sang tranh thủ cho cháu ăn để cháu còn uống thuốc. Tạm thời Sang ngày hôm nay cháu, cha con của Ngọc Như Ý sẽ ngủ lại ở nhà cha Sang. Sáng ngày mai vợ của Sang phải đưa đi, còn Sang giờ gấp rút để lên đường, là một tuần lễ sau Sang mới quay trở lại Sài Gòn. Cho nên xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở đoạn video sau nha. Chào mọi người đi con. Chào mọi người. Chào cô chú ông bà. Chào cô chú ông bà. Con cảm ơn cô chú ông bà. Con cảm ơn cô chú ông bà. Đã yêu thương con. Đã yêu thương con. Con cảm ơn nhiều lắm ạ. Con cảm ơn nhiều lắm ạ. Giỏi con.